Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 158-161, tuần 18, bài ôn tập và đánh giá cuối học kỳ 1. Phần 1 ôn tập tiết mục 2. Số 1 nhỏ. Kể tên 4 chủ điểm đã học ở kỳ 1 và cho biết mỗi chủ điểm giúp em có thêm những hiểu biết gì về cuộc sống. Như vậy chúng ta sẽ kể tên 4 chủ điểm đã học ở kỳ 1 và cho biết mỗi chủ điểm này sẽ cho em, giúp em hiểu thêm những hiểu biết gì về cuộc sống. Thì ở học kỳ 1 chúng ta có 4 chủ điểm. Chủ điểm 1, thế giới tuổi thơ. Những hiểu biết về cuộc sống là tuổi thơ có những kỷ niệm, những cái suy nghĩ và việc làm thật dí dỏm, dễ thương, chân thật và nhiều ý nghĩa. Dù mới ban sơ và đơn giản, những cái ý nghĩ, ý tưởng vụt lên như là bước đầu cho những phát triển sau này, cho sự trưởng thành của tương lai các bạn nhỏ. Chủ điểm thứ hai, thiên nhiên kỳ thú. Những hiểu biết về cuộc sống, thiên nhiên Việt Nam ta có thật nhiều cảnh đẹp. Những con người Việt Nam chân chất, chăm chỉ lao động, chan hòa với thế giới xung quanh, hòa trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mênh mông, đẹp đẽ. Chủ điểm thứ ba, trên con đường thành tài. Những hiểu biết về cuộc sống đó là việc học vô cùng quan trọng. Học vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm và vừa là niềm vui cho những người còn đang được học tập. Học tập mở mang ra những niềm vui, những trải nghiệm mà ta chưa từng biết đến. Đọc sách để hiểu hơn về cuộc sống, yêu cuộc sống và chăm chỉ học tập là điều tuyệt vời. Chủ điểm 4, nghệ thuật muôn màu. Nghệ thuật giúp cho con người ta thư giãn, giải trí, khoan khoái và yêu đời hơn, biết ước mơ hơn. Nghệ thuật khai phá những giới hạn và cho con người một cơ hội đạt tới những bước phát triển từ tâm hồn cho tới văn hóa, văn minh cuộc sống. Tiếp theo số 2 nhỏ, đọc một câu chuyện hoặc là bài thơ trong các chủ điểm đã học và trả lời câu hỏi. A. Bài đọc thuộc chủ điểm nào, tác giả là ai? B. Nội dung chính của bài đọc là gì? Như vậy chúng ta sẽ chọn một cái câu chuyện hoặc là bài thơ trong các chủ điểm chúng ta đã học để chúng ta trả lời ba câu hỏi này. Ví dụ như bài đọc Một ngôi chùa độc đáo thuộc chủ điểm Nghệ thuật muôn màu, tác giả Hiền Vũ. Nội dung chính của bài đọc là ngôi chùa độc đáo với cách thiết kế những chi tiết ẩn hiện mang tính cổ kính, lưu giữ văn hóa, trở thành biểu tượng quốc hoa. Quốc gia Liên Hoa Đài Việt. Điều trong bài đọc gây ấn tượng đối với em đó là năm 2012, chùa được tổ chức kỷ lục châu Á xác nhận là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á. Tiếp theo số 3 nhỏ, tìm cách từ phù hợp với mỗi bông hoa. Như vậy, đoạn văn dưới đây chúng ta sẽ có mỗi bông hoa, có những cái bông hoa thì các em sẽ tìm cách từ thay cho những cái bông hoa này. Và từ sau hôm đó, Hương bắt đầu viết thư cô Thu, một việc thật là mới mẻ, thích thú. Hương không còn thấy buồn chán, sợ hãi mỗi khi bố mẹ đi vắng. Mọi khi thì Hương nói chuyện con mèo, nói mãi cũng chán, nó chẳng biết nói chuyện lại. Hương mà chỉ biết meo meo thôi. Bây giờ thì Hương đã có người để mà trò chuyện rồi, theo Xuân Quỳnh. Như vậy chúng ta sẽ tìm cái từ phù hợp với mỗi bông hoa là. Và từ sau hôm đó Hương bắt đầu viết thư cho cô Thu, một việc thật là mới mẻ và thích thú. Hương không còn thấy buồn chán hay là sợ hãi mỗi khi bố mẹ đi vắng. Mỗi khi thì Hương nói chuyện với con mèo, nhưng nói mãi cũng chán, vì nó chẳng biết nói chuyện lại với Hương, mà chỉ biết mèo mèo thôi. Bây giờ thì Hương đã có người để mà trò chuyện rồi.
Tiếp theo số 4 nhỏ đọc câu chuyện dưới đây và thực hiện yêu cầu. Chú mèo con nói nhiều. Mèo con mắc bệnh nói nhiều, mẹ chú khuyên: con đừng ồn ào như vậy, phải nói ít thì mới bắt được chuột. Con sẽ bắt chuột cho mẹ xem, mèo con đáp. Mèo con đặt một mẩu bánh trước cửa hang chuột rồi nấp bên cạnh đợi chuột ra. Thấy bác ngỗng đi qua, nó liền liến thoáng: bác ngỗng ơi, cháu đang bắt chuột đây. Thấy cô vịt Sim xuất hiện, mèo con lại đòn đã: cháu chào cô, cháu đang rình chuột. Thấy anh gà trống đi lại trong sân, mèo con gọi ầm ĩ: anh nhìn xem, em đang bắt chuột nè. Đàn chuột trong hang nghe rõ mồn một, chúng cười khúc khích. Chuột đầu đàn nói: hôm nay chúng ta đừng ra ngoài tìm thức ăn nữa, hãy nghỉ ngơi, hát mố cả ngày. Và thế là mèo con rình suốt một ngày trời cũng chẳng có kết quả gì, theo truyện cổ cho bé hằng đêm. Như vậy sau khi đọc câu chuyện, các em sẽ thực hiện yêu cầu ở đây: a, tìm từ ngữ dùng để xưng hô của mèo con. Mèo con với mèo mẹ, với ngỗng, với vịt, với gà trống, tự chỉ mình, chỉ người nghe. Như vậy, từ ngữ dùng để xưng hô của mèo con với mẹ, với mèo mẹ là con, với ngỗng là cháu, tự chỉ mình, với vịt là cháu, với gà trống là em. Còn chỉ người nghe ở đây với mèo mẹ là mẹ, với ngỗng là bác, với vịt là cô, với gà trống là anh. B nhỏ tìm từ dùng để xưng hô trong câu dưới đây và cho biết từ đó chỉ ai. Hôm nay chúng ta đừng ra ngoài tìm thức ăn nữa. Như vậy, từ dùng để xưng hô trong câu đó là từ chúng ta, chỉ đàn chuột. Tiếp theo tiết 3, 4, 1 nhỏ, đọc một bài thơ dưới đây và nói lên cảm nghĩ của em về bài đọc đó. Thư gửi các học sinh, tấm gương tự học, tranh làng hồ một ngôi chùa độc đáo. Như vậy chúng ta sẽ đọc một bài dưới đây và chúng ta nói lên, các em chọn một bài để chúng ta đọc và chúng ta nói lên cảm nghĩ của em về bài đọc. Cô ví dụ bài thơ gửi các cháu học sinh. Cảm nghĩ: sau khi đọc thơ bác Hồ gửi các học sinh, em có cảm nghĩ bác rất vui mừng vì Việt Nam có một nền giáo dục dân chủ riêng Việt Nam. Bác rất thương yêu và lo lắng cho học sinh, sự nghiệp giáo dục nước nhà. Kỳ vọng của bác với các em học sinh là rất lớn, phải học tập và giáo dục tốt mới có thể đưa nước nhà tới con đường phát triển sánh vai với các cường quốc thế giới. Tiếp theo số 2 nhỏ, giải ô chữ ai giỏi tiếng Việt. A, tìm ô chữ hàng ngang. Một, biện pháp là dùng từ lặp đi lặp lại để làm nổi bật sự vật hoạt động, làm tăng tính biểu cảm. 2, được dùng để nói các từ cắt với câu, cắt câu với nhau. 3, là những từ được dùng để xưng hô, để hỏi hoặc là để thay thế. 4, dấu được dùng để đánh dấu bộ phận chú thích. 5, là những từ được dùng để gọi tên hoạt động, trạng thái của sự vật. 6, đại từ được dùng để chỉ người nói, người nghe trong giao tiếp. 7, đại từ được dùng để hỏi. 8, những từ là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. 9, đại từ được dùng để thay thế cho từ ngữ đã được nêu trước đó. Như vậy các em sẽ giải cái ô chữ hàng ngang ở đây. Hàng ngang, và các em sau khi chúng ta giải được cái ô chữ hàng ngang thì chúng ta sẽ giải ô chữ hàng dọc. Thì số 1 nhỏ ở đây có gợi ý biện pháp là dùng từ lặp đi lặp lại để làm nổi bật sự vật hoạt động, làm tăng tính biểu cảm. Đó là đẹp, đẹp từ. Như vậy chúng ta tìm được cái từ ngữ đó, các em thay cho cái bông hoa thì ở đây gợi ý đó là điệp từ, thì chúng ta viết vào cái ô chữ hàng ngang này từ ngữ điệp từ. Tương tự thì các em sẽ dựa vào các câu gợi ý ở đây cho câu gợi ý bằng cách chúng ta sẽ tìm những cái bông hoa này là những từ chúng ta sẽ điền vào đây. Như vậy số 2, được dùng để nói các từ cắt với câu, các câu với nhau, đó là kết từ. Như vậy kết từ được dùng để nói các từ cắt với câu với nhau. Rồi các câu cắt với câu, các câu với nhau, đó là
các từ thì chúng ta sẽ điền từ các từ này vào. Tiếp theo số 3, tương tự số 3 đó là đại từ, số 4 là gạch ngang, số 5 là động từ, số 6 là xưng hô, số 7 là nghi vấn, bông hoa số 8 là đồng nghĩa, số 9 là thay thế. Như vậy sau khi chúng ta giải được cái ô chữ hàng ngang này rồi, thì các em sẽ giải cái ô chữ hàng dọc. Ô chữ hàng dọc xuất hiện màu hồng đó là từ đa nghĩa. Tiếp theo số 3 nhỏ thực hiện các yêu cầu sau. A. Tìm các điệp từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn trích dưới đây. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi. Người ta quên đó hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khiếp nhau, xuân diệu. B. Việc sử dụng các điệp từ điệp ngữ trên có tác dụng gì? Gợi ý nhấn mạnh vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng. Như vậy các em thực hiện các yêu cầu. Đầu tiên các em sẽ đọc câu A là các em sẽ đọc đoạn trích và chúng ta tìm điệp từ điệp ngữ. Rồi B. Cho biết là việc sử dụng các điệp từ điệp ngữ đó có tác dụng gì. Như vậy ở đoạn trích, các điệp từ đó là từ đến, điệp ngữ, phượng không phải, phượng đây là cả. Tác dụng đó là nhấn mạnh vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng, khẳng định những suy nghĩ sai lầm về phượng là không đúng và giới thiệu về phượng cho người đọc, người nghe được biết. Tiếp theo số 4 nhỏ viết đoạn văn ngắn 4 đến 5 câu nói về một cảnh vật mà em quan sát được, trong đó có sử dụng điệp từ điệp ngữ. Ví dụ đoạn văn: Mưa, ông mặt trời trốn đi đâu mất, thấy vậy đám gà nháo nhác chạy vào chuồng vì tưởng trời sắp tối. Mây đen cũng rủ nhau ùn ùn kéo tới, mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín cả một vùng trời. Trên đường mọi người nhanh chóng trở về nhà, ai cũng cố đi thật nhanh để về nhà cho khỏi ướt. Tiếng sấm nổ đùng đùng như xé toạc bầu trời đen kịt, mưa rơi lợp bợp trên mái tôn, mưa rơi trở thành những chiếc bong bóng dưới mặt đường, rơi đùng đục trên phên nứa, gõ chang chát vào những tàu lá chuối. Càng về sau mưa càng to, như thể có bao nhiêu trên đời là đổ, trên trời là đổ xuống hết cả. Ngoài vườn những con ếch nhái thi nhau đuổi theo những con mối bị vỡ tổ. Cơn mưa để xóa tan những ngày, xóa tan những ngày oi ả. Như vậy điệp ngữ ở đây đó là mây và mưa. Tiếp theo câu 5, trò chơi đặt câu với cặp kết từ nếu thì hoặc vì nên. Cách chơi: chọn ra hai nhóm thi với nhau, mỗi nhóm 4 đến 5 bạn, nhóm nếu thì và nhóm vì nên. Các bạn trong mỗi nhóm luân phiên nhau đặt các vế câu chứa cặp kết từ của nhóm mình theo mẫu. Trong 5 đến 7 phút, nhóm nào tạo được nhiều câu nhất thì sẽ chiến thắng. Ví dụ: gợi ý dưới đây. Nếu còn sớm thì chúng ta sẽ đi xem phim. Nếu chúng ta đi xem phim thì nên đặt vé trước. Tương tự, nếu đạt điểm cao thì mẹ sẽ thưởng cho em một món quà. Nếu trời mát mẻ thì bố sẽ dẫn em đi chơi. Nếu không học hành chăm chỉ thì em sẽ bị điểm kém. Vì nên
Vì trời mưa nên em bị ướt, vì không chăm chỉ học bài nên em đã đạt kết quả không tốt, vì đi học muộn nên em bị cô giáo nhắc, vì mãi chơi nên em quên làm bài tập. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.